Đây là hình ảnh cái cây ngải đen. Đây là cây ngải nàng thâm mà mình trồng ở trong vườn của mình. Thì cây này mình trồng cũng hơn 1 năm rồi. Đã xanh, lá đã già rồi, cũng đã sắp đến đợt thu hoạch. Thì cái này, cái ngải đen hay là ngải nàng thâm này mình trồng hoàn toàn tự nhiên nha, không có phun xịt. Vì thế nó có lẫn với cỏ nữa nên là nó rất là dùng hiệu, rất là tốt cho sức khỏe. Số lượng ngải đen của mình thì trồng không nhiều. Ngải đen này thì giúp mình chữa dạ dày, chữa bao tử, dùng để ngâm rượu, chữa xương khớp, ngâm mật ong để giúp tình trạng ho và hạ sốt. Và ngải đen này thì đây là một cái bụi. Ngải đen thì một phần của nó cũng hỗ trợ điều trị một số bệnh về ung bướu, giúp giảm tình trạng ung bướu rất là tốt cho bệnh nhân. Những cái lá này nó già hết rồi, thì đúng ngải đen thì nó sẽ không cao, nó sẽ cao tầm 20 đến 30 cm. Bữa nào tốt lắm thì nó được khoảng 30-40 cm. Thì cái vườn của mình thì mình trồng hoàn toàn tự nhiên để cung cấp lại cho các nhà thuốc, nên là không có sử dụng, cái này sử dụng hoàn toàn những loại phân hữu cơ.